giao duyên với mấy thầy Ấn Độ. Tôi đi hết mấy cái chùa lớn của Ấn Độ. Chùa Ấn Độ bự hơn này gấp gấp 20 lần. Gọi là city luôn á. Bên Choi Phung, bên Serame. Trời ơi, miền Nam của Ấn Độ luôn, đất nó rộng lắm. Tới 10 mấy 20 nghìn tăng ni mà. Ở đây đâu có nhiêu. Đây tiền vài trăm à. Con nghĩ 10 mấy 20 nghìn người. Như cái city vậy đó, thành phố luôn á. Đường trong đó cũng lái xe như đây. Chứ không phải chùa 2 phòng 3 phòng. Không phải một rừng một cọp. Muốn làm gì làm á không. Còn bên kia người ta như vậy đó. Cho nên rất là đàng hoàng. Rồi có những cái cư xá. Rồi những vị hòa thượng lớn của Tây Tạng đó, mà già đó, người ta về đó người ta ở. Những đệ tử mỗi ngày nó săn sóc cho sư phụ của mình. Nghĩa là họ sống giống như cha con thầy trò. Tại vì họ cũng không có gia đình, xuất gia hết rồi. Thì bên Ấn Độ người ta là như vậy. Thì thù gieo duyên quá trời. Tại vì mấy cư xá vậy nè, có mấy trăm hòa thượng Tây Tạng mà già đó, già cũng như là có 80 mấy 90 rồi, không còn ra giảng pháp được, không còn đi đứng được. Nhưng mà ở bển bệnh đó là tự lo. Nếu mà người Việt Nam mình á, nên tổ chức đi qua bển cúng dường cho mấy ông đó. Tại mấy ông đó sắp sửa thành Bồ Tát hết rồi đúng không? Mấy ông chỉ còn có nhiều khi một ngày, hay là nhiều khi còn năm, hay còn tháng là mấy ông bỏ xác phàm, là mấy ông thành gì? Thành Bồ Tát. Mình cúng dường cho mấy ông đó còn có phước hơn á. Còn cúng dường cho mấy ông thầy Việt Nam trẻ là mấy ông đi có bộ đó à. Muốn cúng ai thì mà cũng lộn người mà không có nhiều phước. Cúng Bồ Tát. Thì sư phụ đó, thì những cái công thức mà tại sao hôm nay sư phụ hiểu được nhiều. Còn hòa thượng Tiến Hóa thời xưa mà qua bên Mỹ này á, ở San Francisco á, để mà lập đạo á, ngài tánh cũng thẳng lắm. Ngài cũng nói thẳng những cái gọi là thầy mà không đúng đó. Ngài lên ngài phan láng hả. Bởi vì ngài là Bồ Tát, ngài xuống đây ngài chỉnh đốn cái Phật giáo như cái đèn bị mờ bị lu á, nơi này giống như là còn một cái cục than hồng cuối cùng ở giữa rừng vậy đó. Một ngày khi mà Đức Thầy xuất hiện, Phật Di Lặc xuất hiện, đã bừng sáng lên song song với thiên tâm chúng ta.